Xin thì chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 22 tháng 10 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có rất là nhiều những cái dòng hàng lan mới về đẹp, những cái giò dáng hương đuôi cáo với cái giá cực kỳ là yêu thương, thêm rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần cũng như là những cái mặt hàng cây giống và những cái cây lan rừng hàng đang chuẩn bị cho mùa nụ mùa hoa đẹp. Với giá hôm nay vẫn là có rất là nhiều những cái mặt hàng em bán giảm giá để cô chú anh chị có thể sưu tầm những cây lan đẹp mà giá rẻ cho sân vườn của nhà mình cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hay số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo ạ. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô sơn thủy tiên ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em này, cái thân giả hành căng mướt và phải nói là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cái dòng sơn thủy tiên cô chú anh chị nhá, dễ thuần dễ chăm với những chùm hoa rực rỡ và rất là thơm ạ. Đẹp từ thân lá. Em bán với giá chỉ có 160.000 cho 1 kg. Từ trước nay thì cái dòng sơn thủy tiên chưa bao giờ có giá dưới 180 của chú anh chị này. Hôm nay thì giá là 160 của chú anh chị. Và sau bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Cô chú anh chị có thể thấy là những cái thân thắt đốt sáng bóng như những hạt ngọc luôn ạ. Hứa hẹn chờ đợi cho một mùa hoa tuyệt vời của nó cô chú anh chị nhé. Cái thân thắt đốt sáng bóng cực kỳ là đẹp luôn này. Đó, chắc chắn với những cái thân đẹp như thế này thì khi mà đến mùa hoa sẽ vô cùng là xuất sắc ạ. Em bán với giá chỉ có 170.000 cho 1 kg thôi. Tầm thời điểm bây giờ cô chú anh chị về ghép thì vừa được những cái cây lan đẹp trọn vẹn màu, trọn vẹn hoa, mà lại sẽ được chăm những cái cây mà nó dạo nữa là nó sẽ bắt đầu là lên những cái mầm gốc luôn rồi cô chú anh chị nhé. Đây là những cái mầm tơ sau này sẽ được chăm từ những khi mà nó mới bắt đầu trồi lên. Và sang bên này đây ạ, thì em có cái dòng dáng hương tam bảo sắc này. Cái dòng hàng gọi là cái dòng lan quốc dân. Và cái mùi hương thì phải nói là vô cùng là quyến rũ. Chắc chắn những ai chơi lan thì không thể nào mà thiếu những cái cây dáng hương tam bảo sắc cho sân vườn của nhà mình ạ. Những cây tam bảo sắc với thân lá xanh mướt như thế này về cô chú anh chị trồng là sang xuân. Vài tháng nữa thôi là những cái cô chú anh chị được ngắm những cái chồi nụ của nó bắt đầu nhô lên thì sẽ cảm thấy rất là thú vị luôn. Em bán với giá là 140.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây ạ, là những cái cây đai châu Thái cô chú anh chị này. Đây là hàng bóc trụ của vườn Việt Nam nhé, nên là khi mà cô chú anh chị về trồng thì nó sẽ rất là dễ sống dễ chăm, chứ nó không bị bỏ lá chân như là những cái hàng của cây châu Thái. Dòng châu Thái là bình thường ấy, hàng nó yếu cây rồi ạ, tức là hàng xấu, hàng lỗi lá thì người ta mới bóc. Nhưng đây là cái hàng Việt Nam mình đấy, trồng lớn và người ta bóc ở cái trụ ra, nên là những cái cây vừa dễ trồng thuần vừa dễ chăm lại phù hợp ngay với cả cái môi trường của Việt Nam mình rồi. Với giá em bán là 420.000 cho 1 kg. 1 kg thì được rất là nhiều luôn, nó sẽ rơi khoảng tầm 6 cho đến 8 cây, 6 cho đến 8 cây cô chú anh chị nhé. Dòng đai châu Thái ạ, đủ màu sắc rất là đẹp. Và bên này thì em có hai lô kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm này. Cái lô này em gọi là lô số 1 này cô chú anh chị này. Cái lô số 1 này em bán với giá là 40.000 thôi ạ. Về cô chú anh chị làm được một giò cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cái lô số 2 ạ. Lô số 2 này em bán với giá là 30.000, 35.000 cô chú anh chị nhá. Những giả hành mập căng nụ luôn. Đó. Lô số 2 35.000. Bên này đây thì em cũng có những cây dáng hương đuôi sắc này cô chú anh chị này. Dáng hương đuôi sắc em gọi đây là phần số 2 ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, 5 cây đuôi sắc lá xếp rất là đẹp. Và cái lô này thì em xin phép được bán với giá là 50.000, tức là mỗi một cây có 5.000. Và hình tiếp phần tiếp theo là phần số 1. Phần số 1 này có tất cả là 8 cây nhé. Phần này thì em cũng bán có 50.000 thôi ạ. Và sang bên này đây thì em có cái phần hài Helen. Mệnh danh là những nàng công chúa tóc vàng và dễ trồng thuần ở mọi vùng miền, mà hoa thì rất là sai bông, kỳ là xinh đẹp luôn. Thì một cái lô hài Helen như thế này có thể làm được 2-3 chậu cô chú anh chị nhé. Em bán với giá chỉ có 80.000 cho một lô ạ, hài Helen ạ. Và bên này đây ạ, là những cái cây gà tròn của vùng Cao Bằng này cô chú anh chị này. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng với những cái thân hiện tại đang bắt đầu là gần như là xuống lá hết rồi.
Đấy. Và hàng bây giờ cô chú ý chị mua sẽ cực kỳ là lợi cân nhé. Gà tròn vùng Cao Bằng từ trước nay khóa giá dao động khoảng tầm 200.000. Tuy nhiên hàng của ngày hôm nay em để lại với giá là 160.000 cho 1 kg gà tròn vùng Cao Bằng. Cô chú anh chị nào mà đã từng được thưởng thức rồi chắc chắn đều có một cái cảm nhận chung. Đó là riêng gà tròn vùng Cao Bằng thì khó có những cái nơi nào mà có mặt bông đẹp như gà tròn vùng Cao Bằng ạ. Đã, cô chú anh chị có thể thấy là những cái thân căng mướt như thế này. Và những cái thân này đều là những cái thân mà có khả năng cho hoa bởi vì hàng đã cắt tỉa rất là kỹ rồi nhé cô chú anh chị. Và bên này đây ạ, em có 3 lô hoàng nhạn. Ba cái phần hoàng nhạn cô chú anh chị nhé. Ba phần hoàng nhạn này em gọi là phần số 1 này, một cái đúng lô rồi. rất là nhiều cây luôn ạ. Giá em bán có Đúng rồi 50.000 hoàng thôi, phần này có đến 14 cây luôn à, nhạn. 14 cây luôn. Phần tiếp theo Đúng phần rồi, số đúng rồi 2 là con. 16 cây nhá, 16 cây tất cả cũng là 50.000. Con này. Phần số 3 là những cái cây nó lớn hơn ạ. 6 cây, đấy, 6 cây lớn hơn với giá 50.000. Cực kỳ là rẻ luôn cô chú anh chị. Và bên này đây ạ, là hoàng cái em có lô quế tím một cái lô rất là nhiều này. Cây khỏe và đẹp nhá. Cả lô này em bán 40.000. Sang bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái chậu trầm cổ rất là khỏe và đẹp luôn ạ. Những cái chậu trầm cổ thân càng già thì sẽ dần dần chuyển sang cái màu xoắn đỏ cực kỳ là đẹp và đặc biệt cái màu hoa của nó khi mà nở ạ. Rất là sai bông nhá, với những bông hoa to và sắc đa hoa đỏ đậm vô cùng thơm tuyệt vời luôn. Những cái cây này khi mà cô chú anh chị trồng như tầm như thế này, trồng đến sang năm luôn, sang năm ạ, thì cây có thể to đến bằng cái ngón tay cái và một thân có thể dài đến 1,5 m cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu rất là sum suê như thế này này. Đấy, hàng bình thường là cái hàng hoa Tết là một thân là 100.000 luôn đấy cô chú anh chị. Cái chậu hàng rất là đẹp và tươi khỏe như vậy với giá em bán có 180.000 trong một giò thôi. Và bên này đây ạ, là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này. Đây là hàng đang thuần rồi cô chú anh chị nhé. Với những cái thân thắt đốt sáng và cực kỳ là đẹp luôn. Thậm chí là hiện tại đã có cây, những cái cây mà nó đã nhú nụ rồi cô chú anh chị này. Đó. Với hàng hoàng thảo chuỗi ngọc này thì với những cái thân mà đẹp và khỏe khoắn như thế này và hiện tại thậm chí là đã có nụ thì hàng này có thể nở hoa sổ hoa thời điểm Tết nhé cô chú anh chị nhé. Có thể sổ hoa Tết luôn ạ. Và một chậu rơi vào 5-6 thân hoa mập, khỏe và rất là đẹp luôn. Em xin phép được bán với giá là chỉ có 160.000 trong một giò hoàng thảo chuỗi ngọc thôi. Đấy, chậu nào cũng như chậu nào rất là đẹp. Bên này đây ạ, là những cái chậu giả hạc di linh xuân này. Cái dòng giả hạc di linh xuân thời điểm bây giờ là đã gần như xuống lá hết rồi. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy những cái mắt nụ của nó bắt đầu đang hình thành rồi đúng không ạ? Cái dòng giả hạc di linh xuân là một cái mặt bông rất là đẹp và nó sẽ nở hoa vào thời điểm Tết, là cái dòng phi điệp nở hoa Tết ạ. Với những cái thân căng mướt và đen chuỗi đẹp như thế này thì em nghĩ rằng khi mà sổ hoa chắc chắn là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những bông hoa tuyệt vời của nó này, rất là tuyệt vời của nó này. Và một chậu như thế này ạ, là một thân dài khoảng tầm 40 trên 40 cm, em bán với giá chỉ có 50.000 thôi cô chú anh chị nhé. Một bát phở thôi cô chú anh chị được một cái cây giống đẹp, một cái giò lan để cô chú anh chị có thể thưởng thức. Và xin nhắc lại là 50.000 cho một giò giả hạc di linh xuân. Đấy. Một chậu thì sẽ có một thân hoặc là hai thân, nếu như hai thân thì sẽ ngắn nhé. Còn nếu như là một thân thì sẽ dài từ 40 cm trở lên. 150.000 thôi sở hữu ngay 3 chậu giả hạc di linh xuân, là một giò rất là to tuyệt vời luôn. Và bên này đây ạ, đây là những cái chậu giả hạc hồng ngọc cô chú anh chị nhé. Cái giả hạc hồng ngọc này thì nghe tên thôi thì cô chú anh chị cũng có thể tưởng tượng ra cái vẻ đẹp của nó đúng không ạ? Và một cái chậu như vậy chỉ có giá là 70.000 thôi cô chú anh chị này. 70.000 thôi và một chậu sẽ rơi vào 3 thân cô chú anh chị nhé. 70.000 trong cái giò lan quá là rẻ đúng không ạ? Trồng ghép thôi và cái công chăm nữa, giá thể công chăm nữa, với chậu lan thành phẩm để thưởng thức hoa, một cây giống đẹp có 70.000. Và bên này đây ạ, là dòng trầm thiên long này. Nói chung là nhiều cô chú anh chị chơi lan lâu chắc chắn là biết cái vẻ đẹp tuyệt vời của cái dòng lan trầm thiên long rồi. Với những cái bông hoa cánh bầu rất là to và bông hoa tím đậm, và khi mà nở nhá, cái họng của nó cô chú anh chị thấy là cái sắc là ánh đỏ này. Và cái môi đặc biệt là lại là phối hợp với cái môi tuyết rất là tuyệt vời, cực kỳ là nổi bật luôn. Đó là mặt bông của trầm thiên long cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Và một cái chậu trầm thiên long như thế này ạ, với một chậu ít nhất là 3 thân nụ này. Đấy, một chậu là 3 thân, ít nhất là 3 thân nụ. Riêng dòng trầm này thì nó không quá dài đâu cô chú anh chị nhé. Thân nó chỉ mập thôi và khi mà sổ hoa thì nó vẫn đạt đến cái độ là rất là sai bông và đẹp như cái hình mà em đã đưa cho cô chú anh chị xem đấy ạ. Có 80.000 cho một cái chậu trầm thiên long đẹp rực rỡ như thế này này. Đấy, chậu 3 thân hoặc là 4 thân trở lên. Thực sự thì cái mặt bông của dòng trầm thiên long này khi vào cái hình ảnh nó bị lóa, nó còn chưa thể hiện được cái hết cái vẻ đẹp của nó đâu cô chú anh chị ạ. Nếu nhà nở xem nở hoa thực tế thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Sang bên này đây ạ, là những cái chậu vũ nữ cá mập, hay còn có tên là hương tử lan cô chú anh chị nhé. Một cái dòng hàng mà có một cái hương thơm rất là đặc biệt và cái sắc hoa
màu tím thiên thiên về cái hướng là nó hơi tối và nhìn cái vẻ đẹp rất là bí ẩn luôn cô chú anh chị này. Đó, cái dòng hương tử lan ạ. Và một cái chậu như thế này thì nó sẽ có ít nhất là đang có hai cái nụ hoa rất là khỏe luôn, cái chậu cây cực kỳ là khỏe để cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa làm cây giống đẹp này. Giá em bán có thể chỉ có 160.000 cho một cái chậu hương tử lan hay là hoàng thảo chuỗi ngọc này thôi ạ. Đẹp, rất là đẹp cô chú anh chị ạ, mới những cái bông hoa rất là to và cực kỳ là bền hoa. Có một cái mùi hương rất là đặc biệt luôn ạ. Và bên này đây ạ, là cái dòng lan bệt châu hưa giả hạt châu như lưỡi bệt nhé. Cái hàng bọn em là chuẩn mặt bông ạ. Và một cái chậu là một cái bụi to đùng, rơi vào 5-6 thân trở lên. Đấy, cái mặt bông là cái lưỡi bệt rất là đẹp như vậy. Một cái giò như vậy thì em bán với có giá có 140 thôi cô chú chị này. 140 thôi, hàng này là hàng chuẩn mặt hoa nhé. Và bên này đây ạ, là em có những cái chậu đen đô xuân cô chú anh chị nhé. Một chậu như vậy rơi vào ít nhất là 6 thân hoa trở lên, rất là khủng và cực kỳ là đẹp luôn. Mỗi một thân hoa có thể rơi từ 35-40 cm trở lên. Và cây bây giờ là đã có những cái mầm gốc mới. Nói chung là đây là hàng của Việt Nam mình mà cô chú anh chị. Cây rất là khỏe luôn ạ. Hiện tại thì cây đã thắt ngọn hoàn toàn rồi, chờ đợi cho cái một mùa hoa Tết rực rỡ ạ. Và một cái chậu như thế này thì em bán có 180.000 thôi cô chú anh chị nhé. 180.000 thôi ạ. Còn bây giờ ấy, thì thời điểm bây giờ cô chú anh chị nào mà theo dõi những cái trang Facebook thì cô chú anh chị có thể thấy là người ta đang đăng bán những cái cây gọi là cái đen đô xuân của hàng nhập bên Trung Quốc về. Hiện tại thì nó đang nụ rồi, đang rất là nhiều nụ rồi, chậu khoảng tầm 2 thân hoặc là 3 thân thôi, cao khoảng tầm 20 cm thôi, người ta cũng đã bán khoảng tầm 170-180. Còn cái hàng của em ạ, rơi 5-6 thân trở lên, hàng trồng thuần của Việt Nam mình. Đấy, thân cực kỳ là khỏe đẹp như vậy, đảm bảo chơi hoa xong rồi có một cây giống tuyệt vời. Giá có 180.000 thôi cô chú anh chị nhé. Em nghĩ là những cái chậu như thế này thì phải nói là khi mà nó nở hoa thì siêu đỉnh luôn ạ. À, bên này đây ạ, là những cái cây thiên nga này cô chú anh chị này. Đây là một cái cây thiên nga thời điểm bây giờ là nó đang nụ này. Cô chú anh chị có thể thấy là cái cần hoa của nó rất là dài ạ. Đấy, một cái chậu thiên nga như thế này, hàng chuẩn mặt bông cây giống cô chú anh chị nhé. Với những cái giả hành to bự luôn ạ. Và hàng này thì thời điểm bây giờ là cây đang chuẩn bị đi vào cái mùa hoa thôi cô chú anh chị này. Để đảm bảo cô chú anh chị có thể có một cái mùa hoa rất là tuyệt vời. Và những cái cây thiên nga này thì em chỉ bán với giá có 180.000, à đâu, có 130 cho một chậu thôi chứ. 130.000 cho một chậu thiên nga thôi ạ. Thế nói chung là cái hàng nhà vườn thì về khá là nhiều, người ta cũng có khá là nhiều cây có nụ. Tuy nhiên thì cái lựa chọn của em vẫn là những cái cây không nụ, nghĩa là nó chưa nụ ấy, để mà cái hàng khi mà đến tay cô chú anh chị sẽ được chơi hoa một cách trọn vẹn nhất. Bởi vì là cái hàng mà nó đang nụ, vận chuyển từ vườn về rồi lại vận chuyển đến tay cô chú anh chị nữa thì thực sự là cái hàng nó sẽ bị chột nụ cô chú anh chị nhé. Là chắc chắn là cô chú anh chị sẽ không được thưởng thức một mùa hoa đẹp đâu đẹp như cái cây này này. Thực sự là rất là tiếc luôn, cái nụ mà vừa mới nhú ra thì đã có hiện tượng nó chột như thế này rồi. Đấy, còn những cái cây này thì hoàn toàn hiện tại chưa nụ, cây đủ trưởng thành và đủ sẽ cho cái nụ trong cái thời gian ngắn nhất cô chú anh chị nhé. Giả hành bự chảng có 130 cho một chậu. Ở đây thì em có cái các cái màu sắc, đó là màu xanh ngọc này, màu đỏ đốm nhá, và màu màu đỏ nâu và màu đen cô chú anh chị ạ. Thiên nga đen hay còn gọi là ngọc trai đen đấy ạ. Ngắm cái cần nụ thôi cô chú anh chị cũng thấy là rất là mê mẩn luôn rồi. Đấy, cái dòng thiên nga bốn màu sắc, những cây trưởng thành đẹp. Và cô chú anh chị có thể thấy là những cây này, nhiều những cây mà hiện tại là lá nó đang vàng rồi, và cô chú anh chị chơi lan lâu thì chắc chắn biết đặc điểm của cây thiên nga là nó sẽ rụng hết lá và đồng thời là sẽ cho nụ cho hoa và lên mầm gốc mới cô chú anh chị nhé. Cái củ già hoàn toàn là không có một chút lá nào. Thì cô chú anh chị nhận hàng xong thì cứ thấy củ khỏe đẹp là được cô chú anh chị nhé. Bên này này, ngoài những cái cây thiên nga em bán với giá là 50.000 cho một chậu thì ở đây em còn có 130.000 cho một chậu ạ. Thì em còn có những cái cây giống này cô chú anh chị này, nói là cây giống nhưng những cây này thì về cô chú anh chị trồng là nó vẫn có thể cho hoa luôn rồi đấy cô chú anh chị nhé. Cây khá là lớn rồi đấy ạ. Dạ, cô chú anh chị nhìn thấy ạ, củ rất là khỏe và rất là đẹp luôn. Và một cái cây thiên nga này giá có 50.000 thôi ạ. Ở đây thì em có 3 màu sắc thì cô chú anh chị lựa chọn, đó là màu xanh ngọc này, màu đỏ đốm và màu màu đỏ đỏ nâu cô chú anh chị nhé. Xanh ngọc, đỏ đốm và đỏ nâu ạ. Và bên này thì em có những cái cây bên này là những cái cây hoàng phụ nữ hoàng hậu xanh với giá 35.000 cho một chậu phụ nữ hoàng hậu xanh này thôi. Đấy, cái dòng hoàng hậu xanh của chú anh chị chơi lan lâu rồi thì biết cần hoa dài cả mét luôn, khi mà nó nở hoa ấy, thoải mái của chú anh chị uốn và tạo dáng theo cái sở thích của mình luôn đấy ạ. Và bên này đây ạ, là những cái chậu phi điệp năm cánh trắng họng hồng, phải nói là siêu vip luôn cô chú anh chị nhé.
Trước đây thì 1-2 năm trước đây em từng bán một thân 5 cánh trắng họng hồng. Một thân là trên 300 nghìn mà không được mập đẹp như thế này thôi ạ. Cái hàng này là hàng hoa Tết cô chú anh chị này. Thân quá là đẹp luôn, gần như to như cái ngón tay cái của em luôn ạ. Chậu thì rơi vào khoảng tầm 4 cho đến 5 thân, à 5 cho đến 6 thân chứ. Đó, một cái chậu phải nói là khi mà nở hoa sẽ là một cái tác phẩm tuyệt vời luôn. Cái dòng 5 cánh trắng này này nó không chỉ đẹp mà còn rất là thơm nữa. Và em bán có 180.000 cho một chậu thôi. Đấy, cô chú anh chị thấy ạ. 180.000 cho một chậu sở hữu ngay một cái giò lan, một tác phẩm tuyệt vời cô chú anh chị nhá. Thân mập nú, thân nào thân đấy căng mướt luôn. Những cái giò này thì khi mà sổ hoa thì chắc chắn là sẽ rất là tuyệt vời. Hàng hoàn toàn là ươm ki cô chú anh chị nhá. Chuẩn mặt bông cây giống ạ. Và bên này ạ, em có một cái lô hoàng thảo vẩy rồng này. Cái lô hoàng thảo vẩy rồng này em xin phép được bán với giá là 40.000 cho cái lô hoàng thảo vẩy rồng này, được một giò đẹp. Và bên này thì em có những cây hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Cây có một cái cần nụ, hiện tại cây đang phân nụ rất là khỏe luôn ạ. Đó. Chậu này thì không chỉ biên 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 vàng, nó còn có cả biên đỏ nữa. Nó rất là đẹp. Cái chậu đang có một cần nụ như vậy em bán với giá là 50.000 cho một giò cô chú anh chị nhá. 50.000 cho một cái giò hồ điệp lá biên lá phát tài này đấy ạ. Cây thân lá bộ rễ rất là khỏe luôn. Bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiếm phan chí hàng gieo hạt nhé. Một cái chậu kiếm phan chí gieo hạt như vậy xin phép được bán với giá là 110.000 cho một giò. Sang bên này đây thì rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi ạ. Những cái dòng hoàng hoa Tết, những cái giò lan, những tác phẩm tuyệt vời với giá rất là rẻ cô chú anh chị sưu tầm. Xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị này. Em xin phép được giới thiệu cho cô chú anh chị đó là dáng hương đuôi cáo ạ. Bây giờ cô chú anh chị thấy là những cái cây cáo ở đây là những cái cây cáo già dặn rồi. Những cái cây này thì em đã trồng thuần rất là lâu. Đảm bảo cô chú anh chị là sang xuân tới được một cái thưởng thức một cái giò cáo đẹp xuất sắc nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, những cây cáo rất là đẹp luôn như thế này. Giò này có 2, 4, 5 cây cáo ạ. Bây giờ cô chú anh chị về trồng là sang xuân ạ. Chắc là gần Tết hoặc là sau Tết là cây sẽ bắt đầu nhú nụ luôn rồi cô chú anh chị nhá. Những cái giò như thế này thì đảm bảo có một giò lan quá đẹp để thưởng thức rồi. Cái giò hình số 1 này em bán với giá chỉ có 220.000 thôi ạ. Hình tiếp theo hình số 2 cực kỳ là đẹp ạ. Hình số 2 là có 2 này, 4 này, 6 cây. Những cây rất là to và đẹp ạ. Cái hình cáo số 2 6 cây. À, thậm chí có những cây đã mọc cây con này cô chú anh chị này. Chắc cây con này chắc là của cái cây con này chắc là của cái cây mẹ này. Đấy, cả cái giò này em xin phép được bán 280.000. 280.000 cho cái giò dáng hương đuôi cáo quá là đẹp này. Và tiếp theo sẽ là hình số 3 này. Hình số 3 cái giò này có 5 cây, em bán 200.000 tùy cô chú anh chị lựa chọn. Và hình tiếp theo là hình số 4 này. Cái giò này là có 4 cây nhưng mà trong đó là có một cây lỗi ngọn cô chú anh chị nhá. Cây này lỗi ngọn, cây này năm ngoái có một cái cần hoa rất là dài đây cô chú anh chị này. Và cái giò này em bán 230.000, chậu giò này trồng bằng cái chậu đất nung nhá. Và sang bên này sẽ là những hình đai châu Thái. Cái dòng châu Thái thì em có bán hàng hàng cân bên kia hoặc cô chú anh chị chọn lựa theo hình này cũng được. Hình châu Thái đây ạ, cây như này hiện tại đang bắt đầu nhú nụ rồi này. Châu Thái thì nó sẽ ưu điểm hơn châu rừng đó là nó rất là nhiều màu sắc. Cái hình số 5 em bán 160.000. Và hình số 6 này hai cây cực vip luôn này. Với giá em bán là 170.000 ạ. Và hình số 7 180.000 cho cái hình châu Thái này có 8 cây. Có 8 cây châu Thái tất cả nhá mà có 180.000 thôi ạ. Và tiếp theo là hình số 8, 200.000 cho hình châu Thái này có 4 cây cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đấy, 4 cây rất là to và đẹp. Giá có 200.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9, 170.000. Hình số 9 này em xin phép được bán với giá là 170.000. Và hình này thì có 2 cây châu bản lá mít cực đẹp luôn đấy ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình số 10 này là cũng là 3 cây rất là đẹp này. 10 em bán với giá là 150.000 thôi, 3 cây rất là to luôn. Và hình số 11 ạ. Hình 11 em bán 190.000, 3 cây. 3 cây bản lá to mít rất đẹp. Sau bên này sẽ là thiên cung lữ bố. Hạc vị thiên cung lữ bố nhé cô chú anh chị nhé. Mặt bông của thiên cung lữ bố đây ạ. Chuẩn mặt bông cây giống cực kỳ là đậm đà, so với cái hạc vĩ rừng thì hoa thiên cung lữ bố nó sẽ đậm hơn rất là nhiều ạ. Và nó cũng có cái đặc điểm khác đó là cái môi của nó to nhé, chứ không phải là cái như cái môi của hạc vĩ rừng đâu cô chú anh chị ạ. Đây là một cái giò mà em trồng ở cái bờ rào, tức là chậu nó ít thân lèo tèo quá
nên là em không bán cho khách mà em treo bờ rào, mà cây nở hoa một cách rất là tự nhiên. Và cô chú anh chị thấy ạ, hàng chuẩn bông đẹp xịn như thế này cô chú anh chị nhá. Một cái chậu này cô chú anh chị hiện tại về chơi được một mùa lan đẹp rồi, mùa hoa đẹp rồi, sang năm số thân của nó sẽ còn tăng gấp đôi nhá. Thì cây này nó sẽ sinh trưởng khá là mạnh. Bây giờ này em bán với giá 150.000 thôi ạ. Em còn nhớ trước đây một vài năm, một thân thiên cung lữ bố, một thân thiên cung lữ bố rất là nhỏ thôi mà người ta bán đến trên 100.000. Hiện tại cả một cái giỏ đẹp tuyệt vời như thế này có 150.000. Hình tiếp theo, hình 13 cũng là 160.000, thân đen chùi chũi luôn. Hình số 14 160.000. Quá đẹp ạ. Và hình số 17, hình số 14 160, hình số 15 thân mập tròn vo luôn, một cái giò tròn vo luôn này cô chú anh chị này. Đẹp như vậy, cái hình này em bán với giá 160.000. Và hình tiếp theo là hình 16 đây cô chú anh chị này. Hình 16 đây ạ. Cái giò 16 này em bán với giá 150.000 nhá. Đây là cái hình 17 này cô chú anh chị này. Hình 17 với giá chỉ có 150.000. Đấy, 150.000 sở hữu một cái giò hạc vĩ thiên cung lữ bố, chuẩn mặt bông, cây giống mập sum suê đẹp như thế này. Bên này đây sẽ là cái dòng giả hạc Pháp ạ. Giò giả hạc Pháp nhé cô chú anh chị, dòng giả hạc Pháp ấy dòng sẽ rất là chuẩn hoa Tết. Trước đây giả hạc Pháp một thân cũng trên 100.000, cái dòng này thì hoa đỏ đậm rất là rực rỡ luôn. Cái dòng giả hạc Pháp, cái chậu giả hạc Pháp này rất là nhiều thân như thế này, cái giò này em bán là 180.000. Cái hàng này là chuẩn hoa Tết nhé cô chú anh chị nhé. Sau cái lô này thì chắc chắn là hàng sẽ bị lên giá, bởi vì là cái hàng thời điểm bây giờ là người ta sẽ găm hàng để mà chờ hàng nụ hoa Tết thì nó sẽ giá nó sẽ đắt đỏ hơn rất là nhiều ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 19. Cái giò số 19 này, giò này em xin phép được bán với giá cũng là 180.000 thôi. Và tiếp theo sẽ là hình số 20, cũng là 180 này cô chú anh chị này. 21 cũng là 180 nhé, tùy cô chú anh chị lựa chọn thôi ạ. 21 180.000 cho một cái giò giả hạc Pháp như vậy. Và hình số 22 ạ, 180.000. Hình 23 160 này. Và hình 24 sẽ là một cái giò giả hoa hồng đỏ. Giò giả hoa hồng đỏ thì cô chú anh chị nào mà đã từng được thưởng thức thì chắc chắn là sẽ vô cùng mê cái mặt bông của nó. Cái sắc hoa đỏ cực kỳ là đậm luôn. Cái dòng này này, hoa rất là đẹp. 150.000 cho cái giò giả hoa hồng đỏ đấy thôi ạ. 150.000 thôi cô chú anh chị nhé. Trước đây thì em thấy cái giả hoặc hồng đỏ cách đây 1-2 năm, một cái thân bé xíu, một cái chậu bé tí mà cũng rất là đắt, thì em cũng rất là thắc mắc. Nhưng mà sau đấy khi mà được thưởng thức cái mặt hoa của nó thì thực sự là mới thấy rằng là nó là có một bông quá là đẹp so với cái giá tiền. Cái hình tiếp theo là hình số 25, em bán là 160.000, thân mập nú luôn. Hình 26 là 160.000 ạ. Và hình tiếp theo hình 27 này, 27 quá đẹp luôn cô chú anh chị ạ, 160 này. Hình 28 cũng là 160. Hình 29, hình 29 đây cô chú anh chị nhá, cực kỳ là đẹp luôn ạ, 160.000. Và hình tiếp theo 30, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị những cái thân điệp tím của vùng Cao Bằng. Trước đây thì cái mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng phải nói là vô cùng là hot hit luôn. Thứ nhất là cái thân của nó rất là đẹp, thân của nó rất là đẹp cô chú anh chị nhìn thấy này. Cái hàng này thì em không có chăm sóc thôi, chứ nếu mà nó chăm sóc thì phải nói là nó còn dạ ngay cả cỏ còn không không nhổ. Cô chú anh chị thấy này, cái bản lá dày cộp luôn mà đốt ngắn cổ rụt, lá nhựa rất là đẹp. Dạ, cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Cái chậu này mà thực sự cô chú anh chị nào mà sở hữu nhá, hàng bản lá mít luôn ạ. Nói chung là hội tụ đủ những cái vẻ đẹp của cái dòng phi điệp tím cô chú anh chị này. Về cô chú anh chị mà chăm được thì những chậu này sẽ cực kỳ là đỉnh cô chú anh chị ạ. Cái hàng này thì em càng chăm nó càng ngắn vào, tại vì là mình không có chăm sóc được ạ. Cái giò này là bốn thân cực kỳ là vip luôn cô chú anh chị này, bốn thân nù ú luôn và đốt ngắn cổ rụt cực kỳ là đẹp nhá, điệp mà như là cái thân trầm luôn ạ, nù như là trầm luôn, rụt rịt rất là đẹp. Giò này em bán là 180.000 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo hình số 31 ạ, một cái giò rất là sum suê, trước đây là một cái giò nở rất là nhiều hoa nhưng mà qua cái thời gian em không có chăm sóc được nên là cái cây nó bị còi đi đấy cô chú anh chị này. Giò này thì cũng 2 này, 4 này, 6, 8 thân hoa luôn ạ. Đấy. Khi mà nở là đẹp lung linh luôn. Cái giò này em bán cũng chỉ có 180.000 nhá. Tiếp theo ạ, là hình số 32 này. Hai thân siêu vip luôn. Hai thân này này quá là đẹp luôn cô chú anh chị này. Hai thân nù rụt và thêm hai cái kia nhỏ này nữa cô chú anh chị nhá. Cái giò này em bán là 100.000 ạ. Tiếp sang bên này đây ạ, là cái hình số 33. Cái giò điệp tím
thân vằn đỏ rất là đẹp luôn ạ. Thân vằn đỏ cực kỳ là đẹp luôn này, đen chuỗi luôn cô chú anh chị. Bốn thân cô chú anh chị nhá. Cái chậu này là bốn thân ạ, mập nù và thân thủ rất là đẹp. Cái giò này em bán 180.000. Tiếp theo là hình 39, 34. Hình 34 là em bán là 180.000. À thôi, cái giò này em bán là 160.000, giò này 4 thân 160.000. Và hình số 35 này 150.000 cho chậu điệp tím này. Cái chậu điệp tím này gói mình thân này là thân vàng này cô chú anh chị này. Tiếp theo sẽ là cái hình 40. 40 là hình à đâu? Cái hình này là hình số 36 chứ. 36. Chậu trầm rồng đỏ 5 thân 150.000, thân mập nú luôn cô chú anh chị, trầm rồng đỏ cũng là dòng hoa Tết ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 37 này. Ba thân cực kỳ là VIP luôn. Đây. To hơn cái ngón tay cái của em mỗi một thân cô chú anh chị nhá. Thân trầm rồng đỏ như vậy trước đây một thân là trên vài trăm nghìn cho một thân, hiện tại cả chậu có 150.000 ạ. 150.000 cho chậu trầm rồng đỏ này. Cái hàng này hoa Tết nên là thời điểm bây giờ cô chú anh chị thấy là cây đã bắt đầu xuống lá rồi đúng không ạ? Cây bắt đầu xuống lá rồi, căng cực đẹp luôn rồi. Tiếp theo ạ, là một cái chậu hai thân rất là VIP ở đây. Với giá em bán là 140.000 thôi ạ. Sang hình 39. Cái chậu 39 này em xin phép được bán nó với giá là 140.000 này. 39 là một chậu vôi. Và hình 40 150.000. Và hình 41 ạ. 140.000 cho giò vôi này. Và hình 42 là một cái giò long tu xuân xinh đẹp 120.000. Và hình 43 cũng là một giò long tu xuân 130.000. Hình 44 này là một cái chậu kiếm trắng Thái Nguyên, hàng này đều là hàng chuẩn mặt bông nhá cô chú anh chị nhá. Kiếm trắng Thái Nguyên cái chậu này với giá 180.000 ạ. Hình 45, đây đều là những cái mặt bông kiếm gọi là hàng top đầu trong cái dòng kiếm va đấy ạ. Hình số 45 250.000 và hình 46 em bán là 180.000 và hình 47 ạ, bình an kiếm. Một cái chậu bình an kiếm cực kỳ là thân to và rất là đẹp. Em bán là 300.000. Tiếp theo sẽ là một cái chậu kiếm vị hoàng. Chậu kiếm vị hoàng bản lá to, láng tít rất là đẹp. Giá em bán là 900.000 cho cả chậu này. Hình 49 là một cái chậu vàng Tây Ninh nhá. Cái chậu vàng Tây Ninh này em bán với giá 700.000 ạ. Và hình số 50 ạ. 50 là cái chậu trắng Hạ Long, chậu kiếm trắng Hạ Long nhá. Hàng bọn em bao chuẩn mặt bông cây giống ạ, có 180.000 thôi. Và hình số 51 ạ là cái cây vàng cánh chim, cái chậu này với giá 120. Taiwan 4, một cái chậu Taiwan 4 cực kỳ là khỏe đẹp, cái chậu đã thuần và rất là khỏe đẹp. Em bán với giá là 350.000 cho chậu Taiwan 4 này. Và bên này sẽ là hình 53, một cái chậu kiếm mà đây là cái dòng kiếm Tiên Vũ là láng tít ạ. Rất là đẹp luôn, một cái chậu rất là khủng với giá 700.000. Bên này sẽ là những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Măng mầm nhá, với giá em bán măng mầm là 200.000 cho một túi 1 kg. Cô chú anh chị nào mà đã từng thưởng thức một lần măng mầm của vùng Cao Bằng chắc chắn là sẽ không bao giờ quên cái vị ngon giòn tuyệt vời của nó ạ. Và bên này sẽ là chè ô long của vùng Liên Bình Cao Bằng với giá là 170.000 cho một túi. Nửa kg miếng rong phe đén 100.000 cho một túi. Và bên này sẽ là nấm hương rừng với giá là 140.000 cho một túi nửa kg. Nấm ngọc cẩu 150.000 1 kg. Rễ mũ tần với giá 120. Tầm gửi cây xanh em bán 220 và tầm gửi cây hoàng tinh em bán 200.000 ạ. Bên này là những chế phẩm vật tư dành cho lan vỏ thông nhé. Em có đủ size. Vỏ thông em có đây ạ, giớn vụn với giá là 40.000 cho 1 kg. Rêu rừng. Rêu rừng với giá là 50.000 cho 1 kg nhé cho chính chị nhé. Rêu rừng. Rêu rừng với giá là 50.000 trong 1 kg, rêu rừng khô được 1 kg được rất là nhiều luôn ạ. Và bên này thì em có các chế phẩm dành cho hoa lan này. Atonic là 10.000 trong một gói, duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000 nhá. Dưỡng chất AB với giá là 85.000 trong một lọ, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ và 5.000 trong một cặp. B1 thái với giá là 40.000. B12 giải độc cho cây với giá 30.000. Super thai hormone tăng trưởng với giá 50.000 trong một lọ. Và cái phân cái thuốc diệt côn trùng với giá 90.000 trong một lọ. Cái siêu dơ dễ N3M 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh can chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Cát tan đặc trị thối nhũn với giá là 40.000 cho một lọ. Kinbun cũng là đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo tiện dụng luôn ạ, với giá là 35.000 cho một cuộn này. Và phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp với giá là 35.000 cho một cái túi phân chuồn quế này. Bên này sẽ là cái phân bón, đây là cái phân phân chi sô đề ma, phân bón vi sinh kháng nấm nhá.
50.000 cho một túi 1 kg, và ngoài ra thì em còn có một cái hộp, cái hàng theo hộp là 130.000 cho một hộp nhá. Bên này đặc biệt sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ, được làm từ dịch chuối, phân trâu và đậu tương, đã ủ men vi sinh cũng như là ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Cái sản phẩm này em bán là 35.000. Đây là một lựa chọn em nghĩ rằng là cực kỳ là hoàn hảo, phân bón vi sinh này. Bởi vì cái thứ nhất là nó sẽ cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tối đa. Bởi ngoài có phân trâu ra thì còn có cả dịch chuối và đậu tương. Cái thứ hai nữa, cô chú anh chị bón thoải mái mà không sợ đen đầu rễ nhé, cô chú anh chị nhé. Một cái sản phẩm em nghĩ rằng rất là tuyệt vời. Và bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là phân bón dạng túi lọc với giá 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong ạ. Em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời. Hàng thì hoàn toàn từ tự nhiên nhưng mà giảm đau rất là hiệu quả, không gây nóng rát ạ. Cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ.